Huyền bật khóc, tác thẳng nhiếp ảnh gia nổi tiếng vào đối chất khi bị nghi hành xử ích kỷ, thiếu tôn trọng người khác. Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi bật khóc nức nở trên livestream sau khi hoàn thành màn trình diễn tại Vietnam International Fashion Week 2021. Một số khán giả cho rằng điều này xuất phát từ việc cô liên tiếp bị réo tên trong các ồn ào, chia xấu đồng nghiệp, vô ơn với ekip công tác. Cụ thể, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên hỗ trợ cho các chân dài đăng bài ẩn ý về một nàng á hậu có lối hành xử ích kỷ, thiếu tôn trọng và muốn ban bố sự nổi tiếng cho người khác. Vì mà có một bạn á hậu, mình để ý nhiều hành động của bạn đối xử cả mình và cả cháu mình, học trò mình. Dù quý mến, ngưỡng mộ và rất thích bạn trên sàn runway, nhưng chắc chắn bạn sợ kiểu ban bố đặt ơn cho người khác sự nổi tiếng từ bạn thì tim không rảnh để giúp và hỗ trợ một con người có suy nghĩ ích kỷ như bạn, dù chưa bao giờ nghĩ là sẽ không thích bạn, gần đây nhất là show anh công trí. Kiến Cường gay gắt nói về á hậu này. Liên hệ với Hoàng Thùy, cô thẳng thắn cho biết, thật sự ngày hôm qua có rất nhiều vấn đề mà tôi cảm thấy bức xúc. Có những chuyện không liên quan đến mình nhưng vẫn bị một số trang tin truyền thông viết bài và quy chụp nhân vật trong đó là mình. Câu chuyện này không phải là lần đầu tiên, tôi bị rất nhiều lần rồi. Hơn thế nữa, cô còn khẳng định bản thân không hề dính líu đến câu chuyện nhiếp ảnh gia Kiến Cường bóng gió về việc một người nổi tiếng cư xử thiếu chuyên nghiệp, không cảm ơn sau khi nhận ảnh. Trước thông tin sai sự thật, Hoàng Thùy tác tên nhiếp ảnh gia vào bài đăng của mình, đồng thời đưa ra loạt tin nhắn xưa nay với team Kiến Cận để làm rõ, cho thấy thái độ biết ơn mỗi khi nhận được tin ảnh. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà nhiếp ảnh gia này lại không lên tiếng bảo vệ Hoàng Thùy như anh đã từng làm ngay và luôn với Võ Hoàng Yến. Nhiếp ảnh gia này đã lý giải về hành động khó hiểu của mình. Anh không trả lời em bởi em là một á hậu mà nói chuyện với người lớn hơn mình, từng hỗ trợ mình bằng tên, không anh hoặc thằng cũng được. Đó là nền tảng văn hóa, em muốn người khác tôn trọng mình, em phải tôn trọng chính danh hiệu của em trước. Trước đó, trong bài viết của Hoàng Thùy, khi nhắc đến tên vị nhiếp ảnh gia này đã thiếu mất để từ xưng hô phía trước. Các netizen cho rằng, thiếu sót này của Hoàng Thùy không đáng để cô nàng nhận lại sự im lặng từ vị nhiếp ảnh gia kia, nhất là lúc nàng hậu đang cần được minh oan. Vì các bạn, bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Đội Chơi Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.